chấm hỏi. Có còn sao? Ủa sao? Ủa là sao quý vị? Vậy tao hả? Xin chào các bạn. Hôm nay Đánh Lẻ Official sẽ đem đến cho các bạn phim bom tấn mùa hè 2021 có tên Joker, chúa tể của những tiếng cười. Bộ phim bắt đầu vào buổi chiều ngày 1 tháng 7 năm 2020 trên chuyến xe buýt số 8 thân thương. Nhân vật chính của chúng ta, Lâm Nhật Tường, sau khi trả tiền vé xong đã vô tình làm rơi thẻ sinh viên xuống đất. Mỹ Tiên thấy thế mới nhắc, lụm thẻ lên đi, coi chừng mất nữa bây giờ. Ấy thế nhưng, nam chính Tường Lâm như vừa chơi thuốc ngáo đá. Anh bỏ ngoài tai những lời nói ấy và đá chiếc thẻ lên trên. Mỹ Tiên tức tím người, nhưng là một người mẹ tận tụy, cô vẫn cúi xuống nhặt. Ngước lên thấy Tường Lâm không mảy may quan tâm mà chỉ mở cặp ra tìm điện thoại, cắm tai nghe và lăn ra ngủ như chết. Tức cái nư, chị Sục quyết định giấu luôn chiếc thẻ và cùng chị em dạy cho Tường Lâm một bài học. Hai ngày sau, thanh niên được trời độ vui rẻ đi nhận lại thẻ. Chới sao nghe vần vậy? Nhõng nhẽo. Tranh thủ tút tát lại nhan sắc trước khi bạn trả thẻ đến. Tường Lâm chắc đang nghĩ thầm, cái đám điên này đang làm gì vậy trời? Không lấy. Thôi vậy. Thôi để nóng tin luôn mày. Áo dài có bông. Áo dài có bông nè. Nè. Áo vàng có bông nè. Áo vàng có bông nè. Nè. Có gì hả tao hả? Đang cáo từ luôn mọi người. Lần đầu gặp mà bị chửi quá vậy ơi. Cười 7 ngày 7 nha. Và cuối cùng, giây phút hội ngộ đầy xúc động cũng đã đến. Mình đã quạo rồi. Nói gì nữa? Cảm ơn bạn. Mình có quà cho bạn. Thật ra không cảm ơn. Rồi đưa quà đi. Đây đây nha quý vị, đây nha. Đây cho trả lại. Ê mặt nó cay quá mày. Sao vậy? Đây vô, đây vô. Chào quý vị. Wow. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Đánh Lẻ nhé. Pipi.